Hello, hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay lại với livestream của thầy Alex. Lịch livestream của thầy đó là thứ 2, thứ 4, thứ 6 và lúc 11 giờ sáng hàng tuần nha mọi người nhé. 2, 4, 6, 11 giờ sáng để cho các bạn. Và trên livestream thì thầy sẽ cố gắng làm hai cái kỹ năng mà nó khó tự học nhất dành cho các bạn học sinh rất là chăm chỉ và yêu quý của thầy. Đó là kỹ năng writing và kỹ năng speaking, đúng không? Đó. Hôm thứ 2 thì thầy đã làm speaking rồi. Nếu mà bạn nào chưa xem thì chúng ta lên fanpage của thầy này. Chúng ta lên kênh YouTube của thầy này để chúng ta có thể xem lại những cái buổi livestream. Và hôm nay thì chúng ta sẽ quay lại kỹ năng writing, đúng không? Và thầy mang đến một cái bài mà rất có nhiều bạn yêu cầu, đó là cái dạng bài này, đúng không mọi người? Dạng bài này rất có nhiều bạn yêu cầu thầy làm, cho nên hôm nay chúng ta sẽ cùng nghiên cứu với thầy nha. Dạng bài hôm nay chúng ta sẽ cùng nghiên cứu với nhau, nó có tên gọi là process, đúng không mọi người? Cái quy trình làm cái gì đấy, đúng không? Đó, thì đầu tiên thì chúng mình sẽ cùng làm với thầy, đó là đầu tiên các bạn vào lớp nha mọi người. Các bạn mới vào chúng ta thả tim rất dày nha mọi người nhá. Thả tim thật là nhiệt tình nha cả lớp nhá. Yes. Và trong lúc mà thầy làm cùng với chúng ta thì các bạn có câu hỏi gì thì hãy hỏi thầy luôn, được chưa? Có phần nào không hiểu, tại sao thầy viết như vậy, hãy hỏi thầy luôn, được chưa? Ask me questions, yeah. Right away, alright. Nào, bạn nào mà muốn đăng ký học với thầy thì chúng ta nhắn tin với thầy qua fanpage IELTS thầy Alex nha. Nếu mà muốn đăng ký học nhá. Không thì chúng ta vẫn thể gặp thầy qua các livestream vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 lúc 11 giờ sáng mà, đúng không? Alright, không nói nhiều nữa, vào bài học ngày hôm nay nha mọi người. Let's go guys. Đọc đề bài với thầy này. The diagram below shows how orange juice is produced. Cái bảng này nó thể hiện là cái gọi là orange juice, đúng không? Gọi là nước cam, đúng không? Được sản xuất ra như thế nào, đúng không? Có học thử không thầy ơi? Nhắn tin thầy riêng cho thầy nha em. Yes. Nào các bạn sẽ cùng nhìn trước khi đặt bút viết nha mọi người nhé. Mình sẽ cùng phải hiểu cái bài này như thế nào. Đó, đầu tiên này người ta vận chuyển cam tươi này, nước cam tươi này tới nhà máy này. Xong rồi để rửa này. Xong rồi extraction, đúng không? Như kiểu là kiểu lọc, đúng không? Đó, kiểu lọc. Lọc thì tiếp theo là solid waste, đúng không? Những cái rác, đúng không? Những cái thừa thải thì người ta sẽ cho animal feed, có nghĩa là cho động vật ăn. Rồi khi lọc xong thì chúng ta sẽ có là fresh juice, có nghĩa là nước cam tươi. Đó, chắt vắt, đúng không? Gọi là vắt đấy, extraction là vắt đấy, đúng không? Vắt xong thì chúng ta có hai cách, đúng không? Một là chúng ta sẽ đóng gói và bán ở siêu thị luôn, có nghĩa là bán nước cam tươi, bán fresh juice ở siêu thị. Hai là gì đây mọi người? Được giao tới một cái, được chở bằng xe tải mà có đông lạnh nhá. Refrigerator là xe tải đông lạnh. Tới một cái nơi để gọi là loại bỏ nước, đúng không? Xong rồi ép thành cam nguyên chất, đúng không? Concentrated là kiểu cam nguyên chất, kiểu thế. Cô đọng lại ấy mọi người. Xong rồi đóng hộp này, đóng hộp xong rồi mang đến nhà kho này. Xong rồi đến nhà máy để thêm nước vào này. Thêm nước vào xong rồi mình sẽ đóng gói và chúng ta lại bày bán ở siêu thị. Ok, ở đây thì thầy đã hiểu rồi. Không biết là các bạn đã uống thử cái nước cam mà concentrated, có nghĩa là nước cam mà kiểu nó là cô đọng nhá mọi người. Về nhà mình pha thêm mấy nước vào ấy, đó thì gọi là cam cô đọng. Đó. Và đây thì người ta để uống được cái nước đấy nó rất là đặc, cho nên người ta sẽ phải thêm nước vào nó để thể hình thành nước cam. Đó. Chữ hơi khó nhìn thầy ạ. Tại vì cái hình này nó bé như thế ấy, mọi người. Thầy đã cố gắng zoom hết cỡ rồi nha mọi người nha. Cố gắng mà căng mắt vào nhìn vào vẫn được mà, đúng không mọi người? Dí mặt vào màn hình vẫn nhìn được mà. Chỉ khó cho mọi người thì cái hình này nó hơi bé một xíu thôi. Đó, thầy đã zoom hết cỡ rồi nha mọi người. Zoom hết cỡ rồi. Cố mà căng mắt ra nhìn nha mọi người. Vẫn nhìn được mà, thầy vẫn nhìn được mà. Đúng không? Các bạn thấy gì là thầy nhìn thấy như thế mà, đúng không? Đó. Nào, bây giờ chúng mình sẽ đến bài bắt đầu viết nha mọi người nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần một câu rephrase, đúng không các bạn? Một câu rephrase. Cái gọi là ghi lại cái đề bài, đúng không? Đó. Thì thầy sẽ viết trước rồi các bạn sẽ xem nhé. Có phần nào không hiểu thì các bạn hỏi thầy nhé. The diagram, đúng không? Details là được chi tiết đi. Hôm nay thầy sẽ dùng details là động từ. Cái bảng này, cái quy trình này nó chi tiết. Cái quá trình sản xuất of, you know, making đi. Of making, you know, fresh and, you know, concentrated orange juice, đúng không? Cô đọng, nước cam cô đọng, đúng không? Để bán ở siêu thị, you know, orange, viết sai, sorry mọi người. Orange juice, yeah, orange juice. For bán ở siêu thị là supermarket
sales đúng không mọi người? Sales là bán đúng không? Đó. Supermarket thôi thầy viết sai. Supermarket sales chưa? Chưa? Dễ hiểu không các bạn? Các bạn ơi, supermarket sales nhé. Được không ạ? Cái quy trình này thì nó chi tiết cái quá trình sản xuất nước cam và nước cam cô đọng và nước cam tươi cho bày bán ở siêu thị. For supermarket sales, đó là kiểu cho cái bày bán ở siêu thị đó. Retail cũng được đúng không mọi người? Yes. Sales sales on sale nó có nghĩa là giảm giá đúng không? Còn sales nó là kiểu bán hàng, nó là doanh thu. Đó. Thì đây các bạn hiểu là cho doanh thu ở siêu thị thì mình sẽ hiểu là cho bán hàng ở siêu thị, để bày bán ở siêu thị. Đó. Now, bây giờ sau câu rephrase đúng không các bạn? Chúng ta sẽ đến với câu tổng quan đúng không mọi người? Câu tổng quan. Để thầy đề như này các bạn vẫn nhìn rõ đúng không? Đó. Câu tổng quan nhé, overall nhé, đúng không? Ở đây thì đối với cái dạng mà process như này mọi người thì thầy vẫn hay khuyên các bạn đó là chúng ta hãy nhóm thành các quy trình chính. Đó. Thì thông thường thì chúng ta phải nhóm thành 3 đến 4 quy trình. Thì ví dụ trong bài này nhé mọi người nhé, thầy sẽ phân nó thành 3 giai đoạn đi, được không ạ? Thầy sẽ gọi nó là 3 giai đoạn. Three, you know, major like phases đúng không? Hoặc là stages đó. Giai đoạn 1 nhé mọi người nhé, thì thầy chắc là sẽ nói là giai đoạn 1 sẽ là gọi là làm ra nước cam tươi đi, đúng không? Từ đầu này, làm ra nước cam tươi fresh juice đúng không? Đó, nước cam tươi này. Giai đoạn 2 thì thầy nghĩ sẽ là làm ra cái nước cam cô đọng concentrated juice đúng không? Và giai đoạn 3 ấy, nó sẽ là làm thành một cái gọi là nước cam cô đọng cộng với nước. Thì cái loại đồ uống này ấy, mọi người, thầy không biết là ở Việt Nam hay là Việt Nam siêu thị người ta bày bán như gì. Nhưng mà hồi xưa thầy ở Anh Quốc ấy mọi người, thì cái kiểu nước cam cô đọng mà cộng với nước ấy, thì người ta sẽ gọi là orange squash. Orange squash. Đó, gọi là squash. Được chưa? Đó. Thì các bạn sẽ cùng xem ở đây với thầy nhé. Thầy sẽ thử viết cái này ra. Thầy sẽ phân cái quy trình này thành 3 giai đoạn chính. Được chưa? So, looking from an overall perspective, đúng không? Nhìn tổng quan dễ dàng thấy rằng it is readily apparent that, đúng không? Nhìn tổng quan dễ dàng thấy rằng, thầy kéo xuống đây cho các bạn xem kỹ nhá. Được chưa? Đó. Đây, như này nhìn rõ đúng không? Đó. Nhìn tổng quan dễ dàng thấy rằng đúng không? Cái giai đoạn cái quy trình hoàn toàn nhân tạo này, thầy bởi vì các bạn thấy đây là toàn là quy trình nhân tạo đúng không? Không có gì liên quan đến tự nhiên đúng không? Đó thì thầy sẽ thêm thông tin như vậy. You know, this entirely you know, manual process đúng không? Manual process consists of đúng không? Bao gồm đúng không? Consists of three major phases. Được chưa? Bao gồm including. Đó. Rồi đầu tiên là thầy bảo là gì? Giai đoạn đầu tiên là thầy sẽ bảo là đại loại là sản xuất và cung cấp gọi là nước cam tươi tới siêu thị nhá. So sản xuất là producing. Producing and cung cấp là chúng ta thể nói là producing viết sai, sorry mọi người. Producing. Yeah. And cung cấp chúng ta thể gọi từ supply được không ạ? Supplying đúng không? Supplying, you know, fresh orange juice đúng không? Fresh orange juice to supermarket đúng không? Tới siêu thị đúng không? Đó. Bước thứ hai đó là gì đây? Consist có phải thêm s không? À có cho em, chi động từ cho em. Đâu nhỉ? Đây consist đúng không? Chi động từ. This man entirely manual process nó là danh từ số ít mà thì phải chi động từ cho em. Yeah. Gì nhỉ? Giai đoạn 2 sẽ là thầy sẽ nói là kiểu gọi là sản xuất ra cái concentrated juice nhá, gọi là nước cam cô đọng nhá mọi người nhá. So xử lý đi, processing đi. Processing the fresh juice. The fresh juice đúng không? Gọi là xử lý nước cam tươi thành nước cam cô đọng into concentrated juice. Đó. Để lưu trữ đi, for storage đi, cho thêm thông tin vậy. Ở đây người ta lưu ở nhà kho đúng không? Đó. Warehouse đúng không? For storage. Và cuối cùng đúng không? And finally. Và cuối cùng là làm thành nước cam squash đúng không? Nước cam squash có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái con nước cam cô đọng cộng thêm nước vào thì ở Anh Quốc người ta gọi là orange squash. Đó. And finally
making, you know, orange squash để bán ở siêu thị, for supermarket, bán lẻ ở siêu thị, đúng không? Retail, được chưa? Đó, không dùng sales nữa, đúng không mọi người? Lát xong hết thầy full cho em màn hình để chụp. Ok, tí nữa em, tí nữa viết xong rồi chụp màn hình sau. Bây giờ nghe thầy viết đi đã, xem thầy viết đi, xem có gì không hiểu thì còn hỏi. Đó, rồi câu này các bạn xem lại, đúng không? Đây là một câu khá là dài đó, nhưng mà nếu mà chúng ta break down into smaller parts thì chúng ta sẽ nhìn hiểu kỹ hơn, đúng không? Nhìn tổng quan dễ dàng thấy rằng này, đây là mẫu câu miến liền của thầy. Thầy hay viết rồi, các bạn biết rồi, đúng không? Cái quy trình hoàn toàn nhân tạo này thì nó bao gồm ba cái giai đoạn chính. Đầu tiên là gì đây? Sản xuất và cung cấp nước cam tươi tới siêu thị này. Tiếp theo là xử lý nước cam tươi đó thành nước cam cô đọng để lưu trữ. Và cuối cùng là tạo ra cái nước cam gọi là squash. Như thầy nói rồi, squash nó là cái nước cam cô đọng cộng với nước, đúng không? Thì gọi là squash. Tạo ra cái orange squash for supermarket retail, để bán lẻ ở siêu thị. Đó, supermarket retail, retail là bán lẻ, đúng không? Ok, dễ hiểu không các cháu ha? Dễ hiểu ha? Nào mọi người, dễ hiểu thì chúng ta thả tim giúp thầy nè mọi người. Bạn nào thích đăng ký học với thầy, chúng ta nhắn tin với thầy qua fanpage cho mọi người nha. Yes. Nào thả tim với thầy, ủng hộ thầy đi, thầy có thêm năng lượng, thầy viết tốt nốt nè mọi người nào. Thân bài 2, thân bài 3 nè. Let's go guys, let's go, come on. Không hiểu, không có gì khó hiểu đúng không mọi người? Yeah, có gì không hiểu thì hỏi luôn nhá. Ask questions luôn nha các cháu nha. Ok, thank you Trang Nhung em, thank you Trang Nhung. So, tiếp tục nha mọi người, tiếp tục nha cả lớp nha. Anh chỉ ba giai đoạn trên hình được không ạ? Nhìn process mà khó hiểu thầy ạ. Ba giai đoạn trên hình đây này. Đầu tiên là ba giai đoạn từ fresh orange juice, đúng không? Từ fresh orange thành orange juice, đúng không? Đó là giai đoạn 1 nhá. Giai đoạn 2 là nó tạo thành concentrated juice, được chưa? Giai đoạn 3 là nó bán lẻ cái gọi là squash orange ở siêu thị. Đó, thế thôi, đúng không? Dễ hiểu mà, đúng không? Cái này mọi người, người ta không có một cái gọi là cố định để chúng ta nhóm như nào đâu. Chúng ta quan sát hình thôi. Quan sát hình nhiều và chúng ta nhóm như thế nào thấy, để chúng ta thấy là mình tả ra nó người ta dễ hiểu. Cái người nghe người ta hiểu ba cái giai đoạn là gì. Đó, không có một cái gì cố định hết cả như mọi người nhá. Cái này đều là chúng ta quan sát thôi. Chúng ta tả, chúng ta quan sát một cách nó tự nhiên. Và chúng ta tả sao để cho người ta nghe, người ta đọc, người ta dễ hiểu. Đó. Nào, sang thân bài 2 nhé mọi người. Ôi, sang thân bài 2 nhá. Bắt đầu viết vào thân bài nhé, sorry. Bắt đầu viết thân bài nhé cả lớp nhá. Thân bài nào mọi người nào. Thầy hay gọi là details 1 và details 2, đúng không mọi người? Đó. Ở đây thì chắc là thầy sẽ nhóm ra thôi. Các bạn nhớ là thầy có nhóm thành 3 thân bài, đúng không mọi người? Đó. Thì thân bài 1 thầy sẽ tả từ đầu cho đến cái phần gọi là concentrated đi, đúng không? Đó. Phần từ đầu, đúng không? Từ gọi là fresh juice đi, đúng không? Fresh orange juice, đúng không? Thầy sẽ tả đến cái phần mà nó tạo thành concentrated juice, được chưa? Đó. Và thân bài 2 thì thầy sẽ tả còn lại thôi, là nó tạo ra squash, đúng không? Orange squash, yeah. Squash. Thầy livestream đến mấy giờ vậy thầy? Livestream của thầy tầm khoảng nửa tiếng thôi, cho đến tầm khoảng 11 rưỡi hơn là thầy sẽ kết thúc livestream nhé. Đó, các bạn chịu khó đã vào lớp của thầy rồi, chúng ta ngồi im trong lớp thì đừng có đi đâu chơi như mọi người. Yes. Đã học thì không có đi chơi đâu nha. Yes. Nào, được chưa? Thân bài 1 và thân bài 2 thầy sẽ nhóm như vậy, đúng không? Các bạn nhớ là trong phần overall, đúng không? Thầy có viết ra ba quy trình chính, đúng không? Đó. Làm fresh juice này, xong này concentrated juice này, và thứ ba là làm ra squash, đúng không? Đó thì thầy sẽ ghi ở đây luôn. Dễ hiểu, đúng không? Quá là dễ hiểu luôn. Let's go guys. Bắt đầu viết thân bài 1 nha mọi người nhá. Để như này các bạn nhìn rõ này. Ok. Thân bài 1 nào mọi người nào, để ý ở đây nhá. Để thầy xem nào. Cái quy trình này bắt đầu đi. The process begins with, đúng không? Bắt đầu với gì đây ạ? Bắt đầu với những cái cam tươi, đúng không? Được giao tới một nhà máy để rửa, đúng không mọi người? Và để ép thành nước, đúng không? Đó, được chưa? Fresh juice, nào từ từ nhá, có một bạn hỏi này. Fresh juice có hai mũi tên bên cạnh là sao vậy thầy? Ừ, đây nha. Hai mũi tên bên cạnh fresh juice này, đúng không? Một cái là nó sẽ được giao tới siêu thị, có nghĩa là sao? Người ta bán luôn nước cam tươi tới siêu thị luôn. Và phương pháp thứ hai đó là người ta sẽ làm thành nước cam cô đọng, concentrated juice. Đó. Và người ta cũng thêm nước vào để người ta
gọi là bán ở siêu thị đó. Ok chưa? Nào, cái the process begins with you know, fresh oranges, đúng không? Những cái quả cam tươi này được giao tới nhà máy, transported, thầy viết phân từ rút gọn luôn, transported to, you know, a factory, đúng không? Đó, được giao tới một nhà máy để rửa, đúng không? Đó, hoặc là nơi chúng được rửa cũng được nếu mà các bạn thích viết như thế, đúng không? Yeah. Where they are, you know, washed and extracted cũng được, đúng không? Đó, nơi chúng được rửa, extracted và được gọi là ép thành, gọi là ép thành nước, đúng không? Ép thành nước cam, đúng không? Extracted into juice. Được chưa? Đó, rồi. Và những cái thừa thải đi, solid waste, đúng không? Thì thầy có một cái từ thừa thải là excess, đúng không? Excess solid waste. Thì những cái gọi là thừa ấy, thì sẽ được gọi là cho động vật ăn, đúng không? Được sử dụng như là đồ ăn cho động vật. Is used as, you know, animal feed, đúng không? Đó, đồ ăn cho động vật. Đó, thầy tả này có ok không mọi người ơi? Các bạn xem được không? Cái quá trình này bắt đầu với những quả cam tươi được giao tới một nhà máy, nơi mà chúng được rửa và được ép thành nước. Và những cái gọi là bã này, cặn bã này, cặn bã thừa thải thì được sử dụng là đồ ăn cho động vật. Excess là kiểu thừa thải mọi người. Excess là kiểu thừa thải. Đó, dễ hiểu không mọi người? Dễ hiểu ha? Đó, excess là kiểu thừa ra, đúng không? Đó, được chưa? Ok. Nào, tiếp nha mọi người nhá. Dễ hiểu rồi đúng không mọi người ha? Ok, tiếp nha mọi người. Nào, bây giờ là gì đây? Coi như mình đang đến cái phần fresh juice này rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ tả là gì? Cái fresh juice này thì nó có thể được bán ở siêu thị, đúng không? Được chưa? Hoặc là nó sẽ được gọi là giao tới một cái, nó sẽ được giao bởi xe tải đông lạnh, đúng không? Tới một cái nhà máy khác này để bắt đầu cái quá trình evaporation. Evaporation nó là cái quá trình gọi là gì nhỉ? Gọi là hút nước đi, kiểu cô đọng nước đi, đó, kiểu như thế. Thầy không biết là cái từ tiếng Việt nó là gì, vậy thầy không chuyên ngành về cái này, nhưng mà đại loại evaporation ở đây người ta có bảo là remove water này, là một cái quá trình mà để hút nước đi, đúng không? Đó. Nào, thầy sẽ tả nhá. Cái fresh juice này thì nó có thể gọi là được bán ở siêu thị, đúng không? The fresh juice này. Yeah, the fresh juice thì được gọi là dùng either đi, đúng không? Is then, you know, either được đóng hộp đi, pack, đúng không? Các bạn thấy người ta đóng hộp packaging này, đúng không? Và được bán ở siêu thị, pack and giao từ siêu thị đi, ship to supermarket, để cho người tiêu dùng mua, đúng không? For consumer purchase, đúng không mọi người? Consumer purchase, được chưa? Hoặc là được gì đây? Được giao tới xe tải, đúng không? Được gọi là deliver. Deliver. You know, in những cái xe tải được đông lạnh. In refrigerator. Refrigerator. Generated chứ, đúng không? Trucks. Trucks là cái xe tải được đông lạnh, đúng không? Xe tải đông lạnh cho cái quá trình evaporation, được chưa? Evaporation. Đó. Đúng không mọi người? Thầy viết này các bạn hiểu không ạ? Đấy nhá, các bạn xem lại câu này với thầy nhá. Cái nước cam tươi này, đúng không? Thì có thể là được đóng gói và được giao tới siêu thị để cho người for consumer purchase, đúng không? Cho mua của người tiêu dùng, đúng không? Người tiêu dùng mua, hoặc là được vận chuyển trong những cái xe tải đông lạnh cho cái quá trình bay hơi đó, for evaporation, đúng không? Thầy sẽ tạm dịch tạm là có quá trình bay hơi đi, đúng không? Đó. Rồi, tiếp theo nhá, ở đây đúng không? Thầy sẽ định nói một cái câu riêng là cái quá trình bay hơi này nó được diễn ra tại một cái nhà máy, tại một cái địa điểm khác, đúng không? Tại một nhà máy khác. Và nó sẽ bỏ loại bỏ nước và nó thành cái gì đây? Nước cam cô đọng, đúng không? Sau đó được đóng hộp và được gửi tới nhà kho. Đó. Dễ không mọi người? Thầy tả dễ ha? Nào, thầy sẽ thử viết ra nhá. Either là một trong hai. Đúng rồi em. Either là một trong hai. Either là gì đây? Một là được giao tới siêu thị. Hoặc là sau O là được giao tới xe tải để bay hơi, đúng không? Nào, thầy sẽ viết nốt nhá. Cái quá trình bay hơi, đúng không?
the process of evaporation diễn ra đúng không? Occur đúng không? Happen đúng không? Occurs in a different location đi, ở một cái địa điểm khác, in a different location để loại bỏ nước đúng không? To remove you know water và để tạo ra gì đây? Concentrated đúng không? And create hoặc là produce được đúng không mọi người? Reproduce concentrated juice đúng không mọi người? Juice nhá. Yeah. Được chưa? Ok mọi người. Cái mà sẽ được đóng hộp đi đúng không? Which is gì nhỉ? After which is then đúng không? Hoặc là after which is then can thì dùng từ gì? Thôi dùng can đúng không? Can là được đóng hộp đúng không? Được đóng hộp. And giữ ở trong nhà kho. Kept in a warehouse. Được chưa? Warehouse là nhà kho. Đó. Produce có S không ạ? Không em. Bởi vì sao? Bởi vì nó là đi với từ to mà đúng không em? To verb mà em. To remove water and to produce concentrated juice. Được chưa? Nó đi với từ to này em. Đó. Ok, các bạn xem câu này hiểu không mọi người ơi? Đấy nhá, xem lại câu này nhá. Cái quá trình gọi là bốc hơi này nó diễn ra tại một cái địa điểm khác để loại bỏ nước và tạo ra nước cam cô đọng, đúng không? Đó. Các bạn có thể cho từ orange vào đây cũng được, đó. Nhưng mà thầy nghĩ là không cần đâu. To produce concentrated orange juice, đúng không? Nếu mà thích. Đó, tạo ra nước cam cô đọng. Cái mà sẽ được đóng hộp và được lưu giữ trong nhà kho. À, được chưa? Hiểu không mọi người? Hiểu thì thả tim thôi. Thả tim cho thầy nè mọi người. Thầy viết nốt câu cuối cùng cho nhá. Thân bài cuối cùng cho mọi người nha. Thả tim cho thầy động lực cho mọi người. Bạn nào muốn đăng ký học với thầy, chúng ta nhắn tin với thầy qua fanpage cho mọi người nha. Fanpage thì các bạn có thể thấy đường link trong cái bio ở TikTok của thầy nha mọi người. Lịch livestream của thầy 24/6 đúng không? Lưu lịch livestream lại nhá. Nào, viết nốt câu nữa nào mọi người nào. Hiểu không mọi người ha? Hiểu ha? Dễ hiểu ha? Nhìn cái hình nó khó hiểu đâu, nhưng mà khi mà chúng ta viết dần dần ấy, các bạn cứ viết từ từ thôi đúng không? Thì sẽ viết được mà, đúng không? Đâu có khó đâu, đúng không? Nào, tiếp nha mọi người nha. Tiếp nha. Nào, như này được rồi, nhìn được rồi, đúng không? Nào, ok. Tiếp theo là tả orange squash, đúng không? Thầy giải thích lại nhé. Có thể là nhiều bạn chưa biết từ orange squash. Orange squash ấy mọi người, đó là một cái loại nước cam mà được gọi là pha với nước cam cô đọng. Đó. Không biết là ở Việt Nam, nó không ở Việt Nam mà trong siêu thị có đấy mọi người đó. Nhưng mà thầy không biết là tiếng Việt người ta gọi là gì. Nhưng ở nước ngoài ấy, nó là những cái loại concentrated juice. Thì mình mua cái nước cam cô đọng về. Xong rồi về nhà mình tự đổ nước la vi này vào này. Chúng ta đổ nước la vi vào và cái nước cam cô đọng đấy. Thì nó pha theo tỷ lệ ấy, thì nó sẽ thành nước cam squash. Đó, thấy chưa? Đấy là từ squash nhá. Cái từ này là thầy học được hồi thầy ở Anh Quốc. Tại vì cái nước cam kiểu như này nó khá là rẻ. Nó khá là rẻ. Yes. Đương nhiên thì không tốt bằng nước cam tươi rồi. Bởi vì nó là phải có chất bảo quản cái thứ mà, đúng không? Việt Nam chưa thể bao giờ có đấy. Trong siêu thị có đấy. Có đấy, Vinmart có đấy em. Nào, tiếp tục nha mọi người nhá. Tiếp tục nha. Nốt cái này nhá. Nào, ở đây thì các bạn thấy là gì đây ạ? Sau đấy thì nước cam được cô đọng đúng không? Thì nó được giao tới một cái nhà máy khác nữa đúng không? Đó. Để nó gì đây? Để nó được thêm nước đúng không? Được cộng thêm nước và sau đó chúng sẽ được đóng gói và lại gửi đến siêu thị để bày bán. Đó, thế thôi đúng không? Ok ha, dễ hiểu ha. Nào, viết nốt nhá. Sau đó đúng không? After that đi đúng không? Nãy dùng từ then nhiều quá rồi. After that này. Concentrate thì chúng ta sẽ sử dụng là danh từ được đúng không? Thì chúng thầy sẽ có là the you know orange concentrate đúng không? Concentrate cái nước cam cô đọng đúng không? Concentrate đây là danh từ. The orange concentrate is processed được xử lý trong một cái nhà máy khác in another factory đúng không? Đó. Làm bốc hơi rồi lại thêm nước vô đúng không? Đúng rồi đó em. Yes. Cái vấn đề là như này này, tại sao người ta làm bốc hơi xong đúng không? Người ta cô đọng lại thì người ta lưu trữ được lâu. Các bạn biết là những cái đồ hộp này đúng không? Làm đồ hộp này người ta để được lâu mà. Kiểu xong mứt xong pha vào nước, đúng rồi đấy, đúng rồi. Kiểu giống mứt nhưng xong pha vào với nước đó, đúng rồi đấy em. Yeah. Chuẩn đó, đó là kiểu mứt, kiểu dạng mứt đấy mọi người. Đó. Đó. Xong rồi pha thêm với nước, xong rồi quấy ra ấy. Đó. Yeah.
Thì cái nước mà ngấy ra xong đấy nó gọi là squash. Đó, gọi là squash. Ok. Nào tiếp nha mọi người nha. Tiếp nha. Viết nốt nha. Sau đó thì nước cam cô đọng thì được xử lý tại trong một cái nhà máy khác nữa. In another factory. Nơi mà chúng là được gì đây? Được gọi là trộn với nước đúng không? Dùng từ gì nhỉ? Mix cũng được, hoặc là combine được không mọi người? Mix hoặc là combine đúng không? Thầy quê ở đâu? Thầy quê ở Bắc Giang nha em. Nhưng mà nhà thầy ở Hà Nội. Yes, thầy sống ở Hà Nội. Quê của thầy ở Bắc Giang. Yes. Nào, tiếp nha mọi người nha. Where it is thì đây. Combine hoặc là mix cũng được đúng không? Mix hoặc combine đều được đúng không mọi người? With water đúng không? Để make gì đây? To make, you know, to make like orange squash, yeah, squash, được chưa? Đó. Cái mà sẽ được gì nhỉ? Được package đúng không? Được đóng gói đi. Which is then, you know, package. Sau đó được đóng gói. Và cuối cùng là giao tới siêu thị đúng không? And ultimately, hoặc là finally, sent to supermarket. Ta-da! Xong rồi mọi người, được chưa? Có thiếu cái gì không ạ? Yes. Có thiếu cái gì không mọi người ơi? Yes. Ok ha, mọi người có thấy dễ hiểu không mọi người? Không thiếu gì đúng không? Yeah. Nào, bây giờ chúng ta cùng xem lại nhé. Xem lại câu này này. Sau đó thì the orange concentrate đúng không? Là cái nước cam cô đọng thì nó được xử lý tại một cái nhà máy khác. Nơi nó được trộn với nước để tạo thành orange squash. Cái mà sau đó sẽ được đóng gói và được gửi tới siêu thị. Yes. Hay quá, đúng 11 rưỡi luôn. Đúng rồi em. Yes. Livestream của thầy chỉ thế thôi đúng không? Cảm ơn thầy mấy buổi livestream như thế này có xem lại được. Được nha em. Xem lại ở... Có hai cách các bạn để xem lại. Một là xem ở trên fanpage của thầy IELTS thầy Alex. Tất cả những buổi livestream thầy up lại trên đấy. Hai là em để xem trên kênh YouTube của thầy. Yeah. Kênh YouTube là thầy Alex Official. Đó. Các bạn hãy ủng hộ thầy bằng một cách nha mọi người nhé. Ủng hộ thầy bằng cách đó là chúng ta lên follow fanpage cộng với subscribe kênh YouTube của thầy nha mọi người nha. Yeah, được chưa? Và khi mà các bạn xem với mọi người, chúng ta người ta sẽ hiện quảng cáo với mọi người nhé. Yeah. Ok, anyway. Thứ 6 dạy gì ạ? Thứ 6 speaking nha em. Nào, các bạn xem mặt hình, xem chụp ảnh màn hình lại nha mọi người nhé. Đó. Không phải được nha em, không sao đâu. Không dấu phẩy không, nên để, nên có. Viết như này được 7.0, bài này thì thầy sẽ nhận định nó sẽ là 7.5. Đó. 7.5 cộng, được chưa? Đó. Được chưa các bạn nha. Nào, các bạn sẽ xem lại chụp ảnh màn hình nha mọi người. Và thầy sẽ khuyên các bạn như này nha mọi người nha. Chụp ảnh ở đề bài này. Thầy khuyên các bạn là chúng ta chụp ảnh màn hình lại. Và chúng ta hãy cố gắng về nhà viết lại cái bài này cho thầy. Ừ. Chúng ta đã được gọi là xem rồi đúng không? Xem thầy viết rồi, xem thầy hướng dẫn rồi đúng không? Thì về nhà hãy viết lại, được chưa? Viết lại cái bài này xem là có viết được giống như thầy không đúng không? Hay có xem viết bằng thầy được không? Hay là viết hay hơn thầy được không đúng không? Đó. Yeah. Xem thầy viết rồi đúng không? Đã xem thầy làm rất là kỹ rồi đúng không? Về phải viết lại được. Yeah. Được chưa? Chụp ảnh đề bài với cái mở bài thân bài chưa? Để thầy kéo xuống nhá. Nào. 1, 2, 3, 4, 5. Kéo xuống nhá. Được chưa? Đó. Đây siết viết thân bài này. Thân bài và đây cả bài đây đúng không? Để như này. Đó. Chụp ảnh màn hình đi. Đó. Chụp ảnh màn hình đi mọi người. Chụp ảnh màn hình về viết lại. Viết lại chứ không phải là chép lại nha mọi người. Viết lại. Viết xong rồi kiểm tra bài của thầy nhá. Sao thầy viết đơn giản vậy mà lúc em làm thì viết nhiều thôi em đúng không? Em cứ chịu khó xem được tầm 20 cái livestream của thầy như này là em sẽ viết rất là chắc tay. Thầy nghĩ là trên kênh YouTube của thầy chắc là bây giờ nó phải đến 50-60 bài rồi mọi người đó. Cho nên là học nhòe luôn đúng không mọi người? Học nhòe luôn. Ok, em đã follow thầy trên kênh YouTube rồi đúng không? Yes. Chuẩn bài luôn thầy cũng vậy. Bởi vì các bạn chưa đủ, gọi là chưa đủ lượng đó mọi người. Học nó phải đủ lượng mà đúng không? Các bạn nếu mà các bạn xem thầy nhiều ấy, các bạn sẽ thấy là những cái từ vựng ấy, thầy vẫn sử dụng đi sử dụng lại mấy cái từ vựng đấy thôi mà, nó đâu phải từ vựng gì nó mới mẻ đâu đúng không? Đó, vẫn là những cái từ như gọi là được gửi đi đâu này, được đăng, được giao đi đâu, được gửi đi đâu, được xử lý tại đâu thôi mà đúng không? Các bạn thấy không? Những cái bài về quy trình này nó chỉ loanh quanh thế thôi mà. Đó, các bạn chú hết màn hình cho mọi người ơi. Yes. Nhớ lịch livestream của thầy nhá, thứ 2, thứ 4, thứ 6 vào lúc 11 giờ sáng nhá.
Bạn nào mà muốn chúng ta muốn gọi là đăng ký học với thầy thì chúng ta sẽ nhắn tin với thầy qua fanpage. Học các lớp của thầy có khác gì livestream không ạ? Chắc chắn là khác rồi em. Livestream thầy đâu biết là em làm ăn như nào đâu em. Yes. Còn học với thầy thì thầy sẽ biết là em làm ăn như nào chứ đúng không? Và còn sửa chứ đúng không? Còn học trên livestream nó chỉ là kiểu như là one way interaction đúng không? Chỉ là phản ứng một một thôi đúng không? Kiểu chỉ thầy chỉ nói xuống thôi, còn thầy không biết các bạn làm ăn như nào đúng không? Yes. Còn học với thầy thì thầy sẽ biết là các ông làm ăn như nào sau lưng tôi chứ à? Được thầy chữa tận tay đúng rồi em đúng không? Được thầy chữa tận tay. Ok mọi người, rất là cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thứ sáu nhá, speaking nhá mọi người nhá. Speaking nhá, được chưa? Thầy có lớp online không? Thầy chỉ dạy thôi online thôi em ạ. Yes, thầy chỉ dạy online thôi. Tại sao cần dấu phẩy trước? Đây là mệnh đề quan hệ em. Mệnh đề quan hệ phải cần chắc đúng không? Đó. Phải cần em ạ. Alright, so thank you very much guys. Yeah, thank you very much. Thầy chỉ dạy online thôi nha mọi người. Yes. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Các bạn nhớ lịch livestream của thầy thứ 6 nhá. Thầy sẽ hẹn chúng ta vào thứ 6 lúc 11 giờ nha mọi người nha. Đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người một ngày gọi là rất là năng lượng đúng không? Chiều làm bài, viết lại bài của thầy rất là tốt đúng không mọi người? Alright. So thank you very much guys. Take care and I'll see you guys on Friday. Bye. Bye mọi người. Bye bye. Bye guys. Bye. See ya.